Bây giờ thì em cảm thấy rất là vui bởi vì sau những tháng ngày học hành vất vả thì cuối cùng em đã đạt được mong muốn của mình là đặt chân đến nước Đức. Chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở Đức và mình đã sống ở Đức được 1 tháng 12 ngày. Thời tiết ở bên Đức thì vẫn đang rất là lạnh. Và đây là ngôi nhà mình đang sống. Cho đến lúc đầu tiên là ở thành phố Mission. Và em thì cảm thấy rất là vui và háo hức khi mà mình sắp được sống và làm việc ở nước Đức. Đất nước khá là xinh đẹp. Em có người thân ở Đức, nhưng mà vì người thân của em sống ở phía Bắc nước Đức và cách chỗ Mission rất là xa, vì thế nên không thể đến đón em. Vì vậy trung tâm đã cử một người đại diện đến đón em và em cảm thấy rất là vui vì đó giống như là một người thân của mình. Chương trình tình nguyện viên của em tham gia kéo dài 7 tháng, bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 9. Trong cái quá trình tham gia tình nguyện viên thì em sẽ được tiếp xúc với tất cả công việc của một điều dưỡng. Và đó cũng sẽ là một lợi thế để cho em bắt đầu một khóa học điều dưỡng sau khi em kết thúc chương trình tình nguyện viên. Ca sớm thì bắt đầu từ lúc 6:30 và đến 12:45. Ca chiều thì là 12:45 cho đến 9:00 tối. Kéo dài 8 tiếng, đến đấy thì em cũng sẽ giống như tất cả những đồng nghiệp của em là chăm sóc cho các cụ, vệ sinh, chăm sóc ăn uống và trò chuyện cùng các cụ. Bọn em có một thời gian nghỉ và bọn em có thể ăn trong thời gian nghỉ, đồ ăn ở viện thì luôn có, ví dụ như là bánh sữa trái cây. Và trong bữa ăn chính thì bọn em cũng được ăn cùng các cụ. Ngày đầu tiên em đi làm thì em cảm xúc của em cũng rất là bình thường. Tại trước đây thì em cũng là một giáo viên mầm non và em đã chăm sóc cho các bé, nên khi tiếp xúc và làm việc thì em cảm thấy là công việc nó cũng khá là ổn và mình có thể làm được. Em có cảm thấy sự tương đồng giữa nghề giáo viên mầm non và cái việc chăm sóc cụ già, tại vì đều là chăm sóc con người. Không biết là ai xếp việc cho em thì em làm toàn những người nặng. Các cụ nặng lắm, 12 người. Em không biết đến lúc mà bà sếp của em, bà phát grab phá thương á. Bây giờ em làm toàn những người, có nghĩa là làm rất là nhẹ. 3-5 người là tự có thể rửa mặt các kiểu, với lại open ở phía trên, còn đâu là em sẽ làm ở phía dưới. Có 3 người là em sẽ không phải làm gì hết, là người ta sẽ tự làm hết. Là mình chỉ đến dọn rác là em đã trừ đi được, còn em chỉ còn làm khoảng 8 người. Thì 8 người đấy thì em sẽ có khoảng 2 người thì em sẽ vệ sinh phần dưới, ôn dần. Còn người ta tự làm phần trên, còn đâu là mấy người kia thì em sẽ làm tất cả. À, người ta có thể tự đánh răng, duy nhất tự đánh răng hết. Rất là khó, em cảm thấy là nghe rất là khó. Tại vì nếu mà những người địa phương nói á, thường thường em sẽ không hiểu được. Nhưng mà ví dụ như các bạn mà học cùng Schuler hoặc là những cái người mà đến từ vùng khác nói chậm và nói cái ngôn ngữ của các bạn nói thì dễ hiểu hơn. Còn ngôn ngữ vùng thì nó sẽ kiểu bị thứ nhất là nhanh và nó không giống như là mình được học ở Việt Nam, nên thành ra nghe rất là khó. Em nghĩ là nghề chọn người chứ người không chọn nghề, vì thế em nghĩ là em sẽ phù hợp với nghề điều dưỡng. Tương lai của em là sau khi kết thúc chương trình tình nguyện viên thì em sẽ bắt đầu một khóa học nghề. Sau đó khi mà kết thúc khóa học nghề thì em muốn làm việc lâu dài ở Đức để có thể phát triển sự nghiệp cũng như là ổn định cuộc sống ở bên này. Mọi người ở cùng và đồng nghiệp của em cũng như các cụ ở chỗ làm thì rất là tốt. Khi mà em không hiểu thì mọi người kiểu tao bất lực quá, nhưng vẫn có thể nói chậm và giảng giải lại cho em tất cả.
đó là một điều rất là hạnh phúc đối với em. Trung tâm CMMB thì đã cam kết với các học viên là sẽ hỗ trợ các học viên và đồng hành cùng học viên chọn đời. Khi học viên có bất kể vấn đề gì thì sẽ luôn giúp đỡ và đồng hành cùng. Đối với mình thì không có con đường nào là trải đầy hoa cả. Vì vậy thì chúng ta phải thật sự cố gắng để học tập. Và mình chúc các bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình, có tấm bằng B1 trên tay và sớm có visa để bay qua Đức.